Chào cô chú anh chị nha. Thì video này là em test nổ để trước khi gửi máy cho anh khách ông chú ở trên Đắk Lắk nha. Này sẵn là chú xem video luôn. Thì máy này cũng em cũng bán rất là nhiều rồi, sỉ lẻ thì đều bán rất là nhiều rồi nên là chất lượng thì bảo hành 12 tháng dùng vô tư. Tuyệt vời. Nó là tem nó là New IP ha. Nó là Komatsu nha. Đó. Đây là hàng nói chung em giải thích thì em nói nhiều rồi, mọi người xem video cũ nha, mình đừng có phát ngôn lên trên, mình nghe thì mình tìm hiểu đi rồi mình mua. Cái này nó hết nhiệt miệng rồi, tới nó sổ mũi chán ghê. Sử dụng chế quan rồ hai kim xịn của Nhật nha. Buri Champion US chấn đúc xài rất là nhạy nổ, lửa tốt mạnh. G45L. Dòng này nó còn một loại nữa nha mọi người. Dòng này nó còn một loại nữa là G45LS. G45LS thì cái cần này nó không phải là cần xoay mà là cái cần đỏ như thế này, nhưng mà nó cần thẳng luôn, nó cần liền luôn, nó không có xoay 360 nha. Còn cần này nó có thể xoay 360. Thiết kế rất là VIP. Tay ga sóng nói chung là xịn sò. Hàng xịn nha mọi người. Hàng xịn nhưng mà giá thành nó hợp lý cho người nông dân Việt Nam mình mua. Máy thì rất là tuyệt vời. Tuyệt vời ông đi chơi luôn. Chắc luôn. Chất lượng là khỏi bàn. Cái này là em chưa có chỉnh lại cái anti đồ gì đâu nha. Chưa có chỉnh gì đâu. Em cho xăng vào rồi nổ luôn. Mồi giờ không phải mồi mà là mình cho xăng vào mình test nổ luôn á, chứ không có căn chỉnh gì đâu. Chưa căn chỉnh bất cứ thứ gì hết nha. Là khui thùng ra là cho nổ luôn á nha mọi người. Về ấy thì tất cả các máy móc về, ngay cả hàng bãi hay là hàng mới về, khi mình vào tải mình cắt cây, cắt cây cưa đồ này kia ấy thì mình sẽ điều chỉnh lại cái gan ti để cho nó phù hợp tất cả các loại máy nha. Dù là máy mới hay là máy cũ đều như vậy hết nha mọi người. Tại vì sản xuất ra là sản xuất cái tiêu chuẩn ha. Đó. Còn khi mà vào tải là cái tiếng ga nó sẽ khác hơn tí. Nó sẽ có thể là mình phải chỉnh bóc hơn hay như thế nào đấy nha. Dùng con này cho nó VIP, đúng là gọi là đúng là tiêu chuẩn của Nhật là nó có khác. Hàng VIP nó khác. Bảo hành 12 tháng nha, mình dùng thoải mái. Giá thì nó rất là hợp lý cho mọi người, nó hơn 3 triệu tí thôi, hơn 3 triệu tí. Và em cái này đều bao ship, em đều bao ship và bảo hành 12 tháng cho khách hàng hết nha. Dùng thì thoải mái nha, tại vì cái này là em đặt cho nhà máy sản xuất luôn ha. Đó. Đặt tại nhà máy luôn ha, nên là giá cả cạnh tranh. Hàng thì nó sẽ full thùng gồm dây mang, lưỡi dao này kia, full mới nha, full hết nha. Cần zin hết nha. Cần là cần xịn luôn nha mọi người. Đầu bò chất lượng cao nha, đầu bò xịn nha, thiết kế hiện đại nha. Tay ga rộng nha mọi người, tay ga một bên này nó dài. Ôi, con này thì dùng thì khỏi phải bàn, khỏi phải cãi, khỏi phải lăn tăn. Rất là nhiều khách hàng đã tin dùng rồi nha. Giờ khá là nổ thôi, nó không có nặng lắm đâu nha mọi người. Chưa căn chỉnh gì luôn. Nói chung là mình sau khi mình test nổ mình gửi hàng cho khách thì
mình cũng gửi lời chúc đến cô chú dùng cái máy cho nó thật bền. Lưu ý dùng máy, mình để ý phần tra, mỡ, ống cần, ti, đầu bò và pha sen nhớt cho tỷ lệ cho nó chuẩn để dùng máy nó bền, tránh cái hiện tượng mà thiếu nhớt dư thì sức nồng, dư nhớt thì nó sẽ đóng cạn khói ha. Thay lọc sen một mình sử dụng một thời gian là nên thay lọc sen mới để cho hút sen cho nó tốt. Rồi, chào mọi người nha. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nha mọi người.